Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc VinFast Lux SA bản Premium, bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2020, màu trắng, nội thất màu nâu, biển số tỉnh mọi người nhá. Biển số này thì hiện tại em vẫn đang để nguyên. Nếu như quý anh chị nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì nếu mà anh chị ở Vũng Tàu ấy, Bà Rịa Vũng Tàu, thì có thể để nguyên cái biển số này để chạy vì nó cũng khá là đẹp. 53983, biển 3983, đuôi khá là đẹp. Tuy nhiên là nếu như các anh chị nào ở tỉnh khác hoặc là thậm chí là ở Bà Rịa nhưng mà không thích cái biển số này thì em vẫn có thể hỗ trợ anh chị đổi biển số mọi người nhá. Đó. Nếu còn các anh chị ở Hà Nội hay là các tỉnh khác thì tất nhiên là phải đổi biển rồi ạ. Màu trắng, nội thất màu nâu, chạy 3 vạn km, sản xuất năm 2020 và là bản Premium cao cấp nhất mọi người nhá. Chiếc xe này thì về chất lượng em sẽ đảm bảo cho mọi người xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản và có thể hỗ trợ mọi người vay trả góp 70%. Tuy nhiên là em chỉ hỗ trợ cho khách nào ở Hà Nội thôi mọi người nhá. Vay 70% cho khách nào ở Hà Nội ạ. Đó, em xin nhắc lại. Vì là dòng VinFast này bây giờ hơi đặc thù một chút, cộng với lại cái việc là banh bây giờ đang khóa zoom, thì những chiếc VinFast này bây giờ đang khó vay hơn một chút, nên là em chỉ hỗ trợ được khách hàng ở Hà Nội thôi. Còn một số khách hàng khác, nếu như khách hàng đặc biệt mà có thể vay theo chế độ đặc biệt của ngân hàng ấy, thì các anh chị cũng có thể vay ở các tỉnh của anh chị, tùy vào nhu cầu của anh chị. Xin giới thiệu qua một chút mọi người nhé. Chiếc xe này hiện tại đang có mặt ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ở showroom của em thì có khá là nhiều dòng xe để cho mọi người có thể lựa chọn, từ những chiếc VinFast này, CRV này, thậm chí là Lexus RX 350 2021 này, Honda City. Bên trong thì em có GLS 450, ở đây thì là Lexus RX 570 phiên bản Super Sport, biển rất là đẹp luôn. Nói chung là của em thì có khá là nhiều dòng, đủ các phân khúc, các loại để cho mọi người có thể lựa chọn, từ những chiếc xe nhỏ cho đến xe sang, xe hạng sang. Ưu tiên cho những dòng xe cao cấp và dòng xe gia đình 4 chỗ, 7 chỗ mọi người nhé, và đời cao. Đó, chị nói luôn mọi người như vậy. Ưu tiên là những chiếc xe đời cao, và tất nhiên là đảm bảo 100% là không có xe đâm đụng ngập nước. Nếu như các anh chị có nhu cầu đổi khác hoặc là mua bán với những dòng xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với em, hoặc là inbox cho em qua Zalo hay là Facebook cá nhân của em để cùng trao đổi và thương lượng về giá cả mọi người nhé. Hoặc là Facebook của em với tên là Song Thảo ạ. Chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau, đổi khác. Nếu như anh chị đổi chiếc xe của mình đang đi thì bù tiền hay là các tiền thôi. Đó, các anh chị ở gần thì có thể bớt chút thời gian qua xem thực tế, chạy thử thoải mái. Còn các anh chị ở xa thì nếu mà có thể đến được thì anh chị có thể đến bến xe Mỹ Đình, sau đó em sẽ sắp xếp nhân viên đón anh chị, hoặc là em sẽ cho anh chị cái vị trí, anh chị sẽ tự đến. Đó, rất là gần thôi, ở ngay công viên Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Đó, còn các anh chị ở các tỉnh xa, nếu như phải dùng máy bay bay ra thì có thể liên hệ với em sẽ sắp xếp lên tận sân bay đón anh chị mọi người nhé. Đây ạ, bản full premium, ghế da màu nâu ạ. Đây là ghế da Napa, bản cao cấp nhất đấy ạ. Đây, mọi người nhìn cho em nội thất bên trong đấy ạ. Còn khá là mới. Ổn. Với một chiếc xe đã qua sử dụng thì như thế này em thấy là khá là ok rồi. Ở đây thì có bậc dẫm, tuy nhiên cái bậc dẫm này thì nó lại không có tính năng thụt thò mọi người nhé. Nó lại cứng luôn, khiến cho cái gầm của chúng ta sẽ thấp hơn một chút. Tuy nhiên ngược lại thì cái nào nó cũng có cái hay và có cái dở thôi. Nếu như mọi người mà sử dụng cái bản cái bậc dẫm này mà thụt thò ấy, thì sau một thời gian khoảng tầm 1 năm gì đó, nó sẽ rất là bất cập, vì nó dính cát rồi thì mọi thứ vào ấy, thì nó sẽ bị chập chờn, nó khó dùng lắm ạ. Em gặp rất là nhiều trường hợp rồi. Lúc mở lên thì nó lại không thò ra, đóng cửa vào thì nó lại thò ra, thì nó rất là dở. Và có lúc nó không thụt thò luôn, nó cứng luôn. Đó, rất là khó. Cái bậc cứng như thế này thì cũng có cái hay, nhưng nó bù lại cái dở của nó là khi mà chúng ta đi thì cái khoảng sáng gầm của chúng ta sẽ bị thấp hơn, tức là cái gầm nó thấp hơn một chút đấy. Còn không thì nếu cái bậc thò lại, thụt lại thì nó sẽ cao hơn một chút. Đó, cái nào nó có cái hay. Còn nếu như các anh chị mà không thích cái bậc dẫm như thế này thì em sẽ cho tháo đi mọi người nhá. Đó, cái này đơn giản thôi, không vấn đề gì. Nguyên bản của nó thì sẽ không có bậc dẫm. Đây là cả khách hàng lắp thêm nữa ạ. Bản Premium này là một trong số những cái bản mà cao cấp nhất, sử dụng động cơ 2.0 turbo. Chiếc xe này thì được sử dụng 7 chỗ. Ở trong phân khúc này thì nếu mà để so với giá tiền
thời điểm đầu mà nó ra mắt đấy ạ. Năm 2019 nếu như các anh chị mua chiếc xe này thì đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng cỡ cái lô đầu tiên nó rơi vào khoảng cỡ 1.7, 1.8 gì đó. Sau đó thì được giảm rồi ưu tiên cho những khách hàng mua đầu tiên rồi mọi thứ. Nói chung là đâu đó cái thời điểm đó nó sẽ rơi vào khoảng 1.7, 1.8 tùy vào mọi người mua vào thời điểm nào. Về sau nó khoảng 1.6 mọi người nhé. Cái giá này nó giữ khá là lâu, cho đến năm 2020 thì được áp voucher và mọi thứ được giảm đi khá là nhiều. Thì với chiếc xe này hiện tại sau khi đã chạy lướt 3 vạn km thì giá của nó bây giờ rất là hợp lý và rẻ. Tiết kiệm được so với cái thời điểm đó khoảng tầm 7-800 triệu. Rất là nhiều. Tiết kiệm được rất là nhiều. Chiếc xe này của em thì dùng vành R20 mọi người nhá. Vành R20 loại lốp khá là to, 35 R20, nó rất là to, 35. Thật sự là một loại lốp khá là to. La răng thì cả 4 quả đều được phay, không bị chém xước một chút nào mọi người nhé. Đặc biệt một chút là dòng này thì không sử dụng lốp Secure, cho nên là được có bơm lốp đó. Nước sơn thì khá là đều và đẹp, ổn ở trong phân khúc. Đây mọi người nhìn cho em này, nội thất bên trong màu nâu da bò rất là đẹp luôn, kết hợp với cả thảm trải sàn 3D màu nâu rất là tinh tế. Ghế da nappa này thì nó sẽ giúp cho chúng ta lái xe một cách thoải mái hơn, mượt mà hơn, êm ái hơn, và tất nhiên là độ bền của nó sẽ lâu hơn. Đây ạ, ghế da nappa này màu nâu rất là đẹp. Cái ghế này ngồi thì sẽ không bị bí lưng, đó, nó rất là thoải mái. Cần số bằng điện, Dino start top ạ. Ở cái khối này thì em thấy nó thiết kế hơi giống BMW X5 một chút. Đó. Ở đây thì chúng ta vẫn có khối đèn auto này và một vài tính năng. Đó. Hệ thống camera 360 độ nguyên bản theo xe. Trên bản Premium thì sẽ có hệ thống này mọi người nhá. Đặc biệt là cái ghế da nappa này ngồi rất là thích. Nó không bị bí lưng, rất là thích. Ở đây thì nó sẽ có những cái thông báo bằng phông tiếng Việt, xe Việt mà, nên là rất là dễ dàng sử dụng. Đây mọi người có thể dễ dàng nhận thấy nó đang thông báo là kiểm tra lốp bên phải phía sau đang có vấn đề về hơi. Thì cái này có thể là bị non hơi, em sẽ kiểm tra sau. Đó. Các chị, đặc biệt là các chị nha, nếu như lái xe mà có những chiếc xe mà nó sử dụng phông tiếng Việt như thế này thì rất là tiện lợi. Mình lái sẽ thích hơn và thông báo được rõ ràng. Có gì là mình sẽ biết ngay. Đó, xe chạy được 3 vạn 3 km ạ. Tất cả các chi tiết ở bên trong thì còn rất là mới mọi người nhá. Ở đây thì có cảnh báo điểm mù chân gương. Đó, cảnh báo điểm mù ạ. Hệ thống cam 360 thì em vừa mở rồi. Còn lại thì khá là ok và đẹp. Nói chung là hợp lý ở trong phân khúc này. Vừa tiền. Hiện tại thì bên em đang bán chiếc VinFast Lux SA bản Premium cao cấp nhất, sản xuất năm 2020. Màu trắng, nội thất màu nâu, chạy 3 vạn km, giá 1.030.000.000 mọi người nhé. Các anh chị có thể mua trực tiếp hoặc là liên hệ với em qua Zalo hay là Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của em. Mọi người nếu thấy hay hoặc bổ ích hay là muốn cập nhật thêm thông tin những chiếc xe sắp tới sẽ về ở bên em sẽ quay lên để cho mọi người có thể xem được, thì các anh chị có thể follow kênh YouTube này, đăng ký kênh, sau đó khi em quay lên nó sẽ gửi thông báo cho anh chị là có xe mới về thì anh chị sẽ cập nhật được, để cho anh chị có thể tiện theo dõi một cách cụ thể hơn và rõ ràng hơn. Cuối cùng thì xin kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.